Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay, iGen sẽ hướng dẫn các bạn cách để in file PowerPoint. Khi đầu tiên các bạn sẽ vào file và chọn Print. Lúc này bản chọn in ấn sẽ hiện ra và chúng ta sẽ có khu vực Review để xem trước bản in. Đầu tiên chúng ta sẽ cần quan tâm đến mục Copies. Thì đây là nơi chúng ta sẽ nhập số lượng bản in muốn in. Thứ hai sẽ là mục Printer, là mục cho phép chúng ta lựa chọn máy in nếu máy tính của chúng ta đang được kết nối với nhiều máy in cùng lúc. Và trong phần Setting, chúng ta sẽ có thể lựa chọn in các slide nào. Chúng ta chọn Print All Slides để in toàn bộ slide trong file và chọn Print Selection để chọn thủ công từng slide muốn in, Print Current Slide để in duy nhất slide hiện tại. Và đối với phần Print Selection, khi chúng ta muốn thực hiện lựa chọn này thì trước khi vào phần in ấn, chúng ta sẽ thực hiện chọn các slide muốn in trước bằng cách là chúng ta sẽ nhấn chọn slide và nhấn giữ Control và click chọn thêm các slide khác. Sau đó chúng ta sẽ vào mục in ấn và chọn Print Selection. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn Layout cho file in. Trong mục này thì chúng ta sẽ chọn số slide muốn in trên một khổ giấy và các sắp xếp của các slide này trên khổ giấy đó. Cuối cùng thì chúng ta sẽ lựa chọn hướng trang in và theo hướng ngang hoặc là hướng đứng. Sau khi đã thiết lập xong các thông số trên thì chúng ta sẽ nhấn Print để in slide. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video được thực hiện bởi iGen Group.